Khi từ đền đầu hành chiêu phố hành, người cầm đem bánh tạ ơn để ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đọc vì các con. Đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệm thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang tham ban khóc lóc, một ngày kia có thể. Mẹ ơi, mẹ ơi,
cho cha ra để con nghe mẹ cha. Đầu đi 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 hướng nào vô? Không không, nó có hướng. Nó lấy là hậu.